anh em như thể tay chân, anh em là phải người xa, cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân, yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận hai thân vui vầy. Sáng mùng 5 tháng 5, một nhà kêu bánh trái để cho trẻ giết sâu bọ, lũ trẻ tranh nhau ăn nhiều quá, chẳng về đến trưa, đứa thì la đau bụng, đứa thì la nhức đầu, bà mẹ vội vàng lấy dầu thoa và lấy thuốc cho uống. Đoạn bà kêu các con lại mà rầy rằng, chúng bay hư quá, ăn cái gì phải có điều độ, chớ sao ăn đến nỗi đau bụng nhức đầu như vậy, có phải là tham thực cực thân không?